Sticker Transfer thì nó sẽ có cái viền rất là đẹp. Ưu điểm là không có nền, rất là đẹp, rất là đúng màu nha, rất là dễ dán luôn. Đây là đề can Avery Dennison ha, cán trên màn Avery Dennison luôn. Thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ ha, công ty một tập đoàn rất là lớn nha. Thì đây là Avery Dennison đế thoát khí ha, đế thoát khí ha mọi người. Mình nhìn phía sau nè, mình sẽ thấy đế thoát khí ha, có những rãnh thoát khí rất là dễ dán. Nó giúp cho đề can khi mình apply lên bất cứ vật liệu nào thì nó cũng rất là dễ dán. Cái này cực kỳ đẹp nếu mình dán lên xe máy, xe đặt về xe Vespa ha. Anh em mà có xe Vespa thì mình nên cân nhắc mình làm cái sticker transfer này để dán xe Vespa ha mọi người. Đây sticker nè, một điểm khác biệt nữa là sticker này đều có cán màn hết rồi nha. Nhưng mà cái màn này là màn trong suốt nha, có dán cũng như không nha mọi người. Nhìn không bao giờ thấy được cái màn nha, nhưng mà trên thực tế là nó được cán màn bảo vệ rồi, cho nên là vẫn lên được cái chất của đề can rất là đẹp. Ok, ngọn lửa nha mọi người.